Ngôi làng yên bình, cuộc sống trôi qua thật chậm, ruộng lúa trải dài như những tấm gương xanh biếc. Chính nơi đây, Nam và Lan đã yêu nhau, tiếng cười của họ hòa vào âm thanh quen thuộc của làng quê. Hồ nước là nơi trốn riêng của đôi lửa, mặt hồ phẳng lặng như phản chiếu niềm hạnh phúc trong ánh mắt họ. Mọi ánh hoàng hôn là một lời hứa, mọi ánh nhìn trao nhau là minh chứng cho tình yêu của họ. Họ sẽ cùng nhau già đi, tình yêu của họ là một hạng số trong thế giới đầy biến động. Nhưng số phận như thường lệ lại có một kế hoạch nghiệt ngã. Ngày mới rạng rỡ, một ngày dành cho lễ cưới. Lan rằng ngồi, nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hồ tay trong tay đi về phía họ, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đó là ngày trước đám cưới của họ, một ngày dành cho khoảnh khắc yên tĩnh cuối cùng bên nhau. Khi họ đang thong thả dạo bước trên con đường quen thuộc, một cơn gió bất chợt thổi tung quần áo, khiến Lan rùng mình. Bầu trời, chỉ cách đó vài giây còn trong xanh, bỗng tối sầm lại một cách đáng sợ. Lan, nụ cười biến thành tiếng thở hổn hển, trượt chân trên bờ đất lấy lời. Cô tuốt xuống, ngã nhào vào dòng nước đang cuộn trào. Hồ nước, nơi chốn riêng của họ, giờ đây đã biến thành một con quái vật hung dữ. Năm, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, lao theo cô, tiếng kêu tuyệt vọng của anh lạc lõng trong tiếng gió. Nước tối và lạnh, nhấn chìm lấy cô. Anh điên cuồng tìm kiếm, bàn tay chỉ chạm vào khoảng không vô vọng. Tình yêu của đời anh ra đi trong tích tắc. Cả làng đau buồn cùng Nam, niềm vui được thay thế bằng nỗi đau chung. Anh trở thành một người đàn ông suy sụp, đôi mắt phản chiếu nỗi đau đớn trong tâm hồn. Anh trở lại họ mỗi ngày, bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt. Anh có thể nghe thấy giọng nói của cô, một tiếng thì thầm yếu ớt trong gió. Anh nhìn thấy khuôn mặt của cô, nhột nhạt và mờ ảo, trong làn nước gọn sóng. Giấc ngủ cũng chẳng thể cho anh thoát khỏi nỗi đau. Mỗi đêm, cơn ác mộng trở về, hình ảnh cô vùng vẫy trong nước in sâu vào tâm trí anh. Một đêm nọ, cơn bão nổi lên dữ dội, phản ánh sự hỗn loạn trong tâm hồn Nam. Anh ngồi bên hồ, quần áo ướt sũng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước đang cuộn trào. Tia chớp lóe sáng, chiếu rồi một hình dáng đứng trên bờ bên kia. Một bà lão, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, vẫy tay gọi anh đến gần hơn. Bà được biết đến trong làng với cái tên bà ngoại, một người có thể nói chuyện với người chết. Nỗi sợ hãi và hy vọng tranh đấu trong lòng Nam. Anh loang choang bước về phía bà, đôi chân nặng trĩu vì kiệt sức và tuyệt vọng. Cô ấy bị kẹt, bà ngoại khàn giọng nói, giọng khấn đặc. Cô ấy không thể tìm thấy sự bình yên. Máu Nam lạnh toát người, trong trái tim mình, anh biết bà đang nói sự thật. Lần vẫn ở đó, linh hồn cô bị trói buộc với thế gian bởi cái chết đen quá sớm. Bà ngoại nói về một nghi lễ, một đám cưới mà. Một cách để xoa dịu linh hồn Lan, để cô được siêu thoát. Một tia hy vọng lẻ lói trong lòng Nam, xua tan bóng tối. Dân làng tập trung trên bờ hồ, khuôn mặt họ in hẳn sự pha trộn giữa sợ hãi và thương cảm. Một bàn thờ tạm bồ được trang hoàng bằng hoa trắng và những ngọn nến leo lét được dựng gần mép nước. Nam, mặc bộ đồ cười, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng kiên quyết, đứng trước bàn thờ. Anh ôm chặt chiếc khăn choàng yêu thích của Lan, hương sen thoang thoảng xung quanh. Bà ngoại, giọng nói vững vàng và đều đều, bắt đầu bài khàn cổ xưa. Gió nổi lên, xoáy quanh họ. Không khí trở lạnh, khiến họ rùng mình. Và rồi, cô ấy xuất hiện. Một hình dáng lung linh, hầu như không thể nhìn rõ trong ánh nến chập chọn. Lần, khuôn mặt thanh thần, đôi mắt tràn đầy tình yêu vượt qua cả cái chết, đứng trước mặt anh. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nam, một sự pha trộn giữa nỗi buồn và sự nhẹ nhõm. Anh choàng chiếc khăn lên hình dáng mờ ảo của cô, trái tim anh như vỡ vụn một lần nữa. Buổi lễ tiếp tục, những lời khấn cổ xưa mở ra con đường cho linh hồn Lan. Khi bà ngoại thở ớt những lời cuối cùng, một chú chim bồ câu trắng bay vút lên bầu trời, lượn một vòng rồi biến mất trong đêm. Không khí trở nên yên ắng, gió dịu xuống thành những cơn gió nhẹ. Và rồi, cô ấy biến mất. Hình dáng lung linh tan dần, để lại hương sen thoang thoảng và một cảm giác bình yên sâu sắc. Nằm, trái tim nặng trĩu nhưng tâm hồn nhẹ nhõm, ngắm mặt trời mọc trên mặt hồ. Anh biết, với một niềm tin vững chắc không thể giải thích nổi, rằng Lan cuối cùng cũng đã yên nghỉ. Hồ nước, nơi từng chìm trong nỗi buồn, giờ đây đã khác. Mặt hồ lấp lánh, phản chiếu ánh nắng vàng của một ngày mới.
anh sẽ không bao giờ quên cô. Hình bóng cô mãi mãi in sâu trong trái tim anh. Nhưng giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu hồi phục. Câu chuyện tình yêu của Nam và Lan đã kết thúc trong bi kịch. Nhưng tình yêu của họ, như vòng luân hồi bất tận của cuộc sống và cái chết, sẽ còn mãi.